Trong khuôn khổ hưởng ứng tháng công nhân năm 2024, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm với chủ đề Giải pháp phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, nâng cao tay nghề, năng suất lao động của thanh niên công nhân trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế đất nước, trực tiếp tại Hà Nội và 64 điểm cầu trực tuyến. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và anh Trần Hữu, Trưởng ban Thanh niên Công nhân đô thị chủ trì buổi tọa đàm. Với tinh thần và trách nhiệm cao của đoàn viên thanh niên công nhân lao động trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc và các đại biểu đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp đã tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung liên quan đến giải pháp phát huy thanh niên công nhân tình nguyện, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động tại các đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trao đổi chia sẻ về chính sách pháp luật lĩnh vực công pháp, tư pháp quốc tế, vấn đề lao động, việc làm và sự chuẩn bị của thanh niên công nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đề xuất các cơ chế chính sách phát huy vai trò tổ chức đoàn, hội trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt tại khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bên cạnh những ý kiến tham luận trao đổi trực tiếp, ban tổ chức tọa đàm tiếp tục đón nhận các ý kiến gửi về chuyên mục tọa đàm trên app Thanh niên Việt Nam, website Trung ương Đoàn để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nghiên cứu xây dựng cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong triển khai các phong trào hành động cách mạng trong thời gian tới.